Xin chào cả nhà, hôm nay lại là thứ bảy, anh em lại mới đi siêu thị về mua ít đồ nhậu. Ngày mai là ngày nghỉ đấy, ở đây trước hết hết là có món bia này. Bia anh em, bia này bia non nửa lít có giá, rồi tương của Nhật, rồi có rau rau này, rau cải thảo này, rau cải thảo cái này giá bằng 25.000 tiền Việt. Đây có cả nòng lợn, nòng này nòng non đúng không nhỉ? Còn món này là món nạ 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 quắc, không biết là cái gì. Đi mua cái giờ tầm 7 giờ thì nó giảm giá một nửa đấy, hăng ga cự một nửa giảm nửa giá đấy. Em nó đang dò Google đấy, món đấy là món gì. Còn có món bổ sung đây là món thịt hầm thuốc bắc màu đen đen, mọi người thì nhìn thấy. Ê, em Ninh, em đạo diễn thịt hầm thuốc bắc Đường nhìn thì không ngon lắm nhưng mà ăn thì chắc là ngon đấy. Mọi người có thể muốn học cách nấu, đây có cả rau cải rồi nấm ninh chi này. Thịt lợn hầm với thuốc bắc này ra một cái màu rất là đẹp thế này đấy. Mọi người muốn học cách nấu ngon thế này thì có thể là hỏi thăm bạn Ninh, có Facebook tên là Ninh Bùi. Ok đấy. Tiếp theo thì có một món nữa buổi vào buổi cuối tuần hôm nay thì mình sẽ vào bếp với món gọi là đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây là món gà, đùi gà. Đùi gà định cho rán luôn nhưng mà nó gì nhỉ, rán thì nó rất là mất, sợ nó bắn cái chảo. Mọi người có thể nhìn cái chảo khi ăn thì ngồi xung quanh cái chảo này thì cái tấm thảm này, bây giờ là mùa thu rồi thì giải thảm mình ngồi cho nó êm đấy. Cái chảo rán này thì khi mình ngồi xung quanh sợ cái rán nó nảy bắn khắp người, nó đang ngồi ăn mà nó nảy vào nhảy lên đét nên là không được, nên là mình sẽ có một cái phương án cho vào gà vào luộc trước, luộc sơ sơ đi, luộc cho chín đi, xong thì mình sẽ cho vào rán sau chẳng hạn thế. À, bây giờ bật bếp để sôi. Ok. Đấy, bây giờ ta xin lấy một đôi đũa này, đũa và ta gà Nhật này thì các cái loại gà này thì rất là rẻ, gà là rẻ nhất ở nước Nhật Bản, là đồ trong cái thức ăn. Đấy. Có cái loại gà gà này là 58 yên, nó vào khoảng 10.000 một một nạng, 2.000 gì đấy. Cái này là loại gà gần bình thường rồi đấy, mình cho vào đây mình luộc. Gì anh? Đâu anh luộc qua gà tí cho rán à, ăn cho nó nhanh chín. À có chuẩn luôn anh. Thì cái Google để ra cái món này là món gì mà chả biết được. Sao có con nước này? Đâu mỡ. Ninh vừa đổ mỡ vào đấy, anh định Ninh bảo rán nhưng anh sợ bắn vào người nên bảo thôi luộc qua. Mình học theo kiểu sách nấu ăn này. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn đúng không? Nhưng mà bếp này rán lâu lắm. Ừ, bếp đấy thì đấy, bây giờ ta đậy vung mà chờ, Nóng nhỉ? chờ gà chín nóng á. Ninh nó đang kêu lạnh suốt đấy. Đó. Ok, bây giờ ta vào mâm. Đó, thế đây Vào mâm nhỉ? mở một tí cửa đây mà. Tắt bớt cái điện ở nhà, nhà điện dùng nhiều điện quá. Tắt điện. Tắt điện, vứt bỏ xác. Đấy, tắt luôn điện. Bây giờ ta sẽ vào mâm. Công việc nó gọi là nó cũng biết phòng. Anh bỏ kia tủ lạnh. Bỏ hả? Tạm từ ăn đã hay nó mát. Anh ngồi bên này. Ừ, rồi. Em mình em. Em ngồi bên Ủa, đấy. quay à? Đâu, anh để đang để cái quay này chứ. Cái này anh Dán thử vào, dán vào tường thôi. dán vào tường nó rơi mất của anh. Cái ấy kia đâu? Kia dán có 2.000 dán nữa này. Dán anh cũng chưa chưa dùng đấy, tí anh đang gửi mua đồ. Gửi mua trên Amazon tí nó gửi đến bây giờ. Cái gì ạ? Cái đồ để cầm dán dung các kiểu. Được. Đấy, nhà anh có chỗ để rất là đẹp chỗ này. Đấy, chỗ này có mà tha hồ anh em mình nhìn ăn uống. Mỗi tối cái cửa này hơi vướng. À, bà đi làm một tí này. Ok, cái Một này tuần chưa này. chín. Đấy, Có cái món hầm thuốc bắc này, Minh nó hầm này, món này ăn được rồi. Cốt là của anh Phong từ hôm đạo diễn. Rồi, anh em mình mừng cái cuối tuần. Sức khỏe. Anh ra tóc thôi à? Ninh cắt cho anh này.
Ninh kéo tay phết. Sang đây bắt đầu mà. Chúc khỏe nhá. Rồi. Về kéo làm chuẩn nghề. Ôi, bia này ngon đấy. Chuẩn nghề cầm đầu thiên hạ. Cầm đầu thiên hạ. Hơi gấp tạm này. Cho em xin cái nấm. Mười hay nhá. Rồi này. Đậu anh. Hả? Đậu à? Đậu đâu, có đậu đâu. Đây. Đó. Không, thì có đậu. Nhà anh cũng ăn đậu. Thì đoán mà. Ngon. Cái món này là món gì mà anh thấy nó bán ngày trước anh mua rồi? Gì cá sao anh? Không phải. Gì nó? Cái này cho vào luộc ăn ngon lắm. Luộc cho vào nấu canh. Em cũng biết. Cá đẹp chịu. Giàn rồi. Đây nhìn. Sake gì đó. Anh thì nó giảm giá, hăng ra cự anh mua. Mà buồn mà sang bên đây. Ừ. Sake Sipo. Bên kia mà anh em chán lắm. Ừ. Sáng nay em bọn nướng bay mục cái bảo mua bia chả nào mua hết sạch việc rồi. Bên ý anh em hết không có đồng nào luôn. Kiều kinh quá. Ăn uống bia đấy cả. Ăn uống hàng đấy. Gọi em con mới xin, năm xin thì thượng ấy luôn. Chọc vừa chặt chặt. Để ăn uống hàng đấy. Nhanh được cái gần khu thị này. Tiện. Bên này đi chưa? Nhưng mà chưa thấy đắt quá nhỉ? Đâu chưa này. Anh có dám mua thịt bò thế này? Nhìn thấy bò anh tiếp. Bò bên kia, bò đằng kia anh mua một vỉ mà nó phải 6-7 lạng đấy. Nó phải, nó chỉ có trên 4, 3 trên 4, nó phải lạng thôi. Ở đây mà 6-7 lạng nó phải ra mấy trên. Nó phải 3-4 trên. Lần nào em mua 2. Còn đi bò thì ở cái quán đằng kia thì bọn anh vẫn hay mua. Lần nào đi chợ, ô tô công ty nó chở đi thì mình mua 1-2 vỉ. Đây, theo những cái gì đắt. Không, siêu thị này, siêu thị gọi là thượng lưu rồi. Cái mình phải nhớ cái tên là Fran Tệ. Nó đắt kinh khủng. Toàn vào cái chú nhìn cái trang trí điện của nó đấy. Đẹp thế. Rất là đẹp. Cái nòng này anh nghĩ là nó trần chín này. Vâng, chín rồi. Chín chưa? Chín rồi. Đấy, nòng này phải có cái nước chấm này. À, đã có nước chấm. Cái này nó riêng cho cái kia vào. Thế là thằng nó đi. Ừ, em nó đi anh đứng cái giờ như giờ này này. Thì là lúc bình thường ra anh em thì đứa nào thấy là anh chỉ nghi ngay. Mà bình thường là nó đi ra mua chả giờ nó em ra đây em mua cái gì em đi đây đi đó không bao giờ mà. Thế tự nhiên nó bảo em đi ra đây với anh. Ui, cái gì đấy? Chào. Anh to nhiều quá. Thế là nó cũng báo anh, nó bảo anh. Thì anh đang mấy giờ? Đến đang ngồi ở đây anh đang nghịch điện thoại anh làm gì? Anh nghịch điện thoại anh chưa tắm hay người làm rồi. Thì nó bảo em đi ra đây cái. Em đi ra đây mua cái gì nó nói với bé. Cái nào nó bảo anh là em đi. Đấy. Thế anh thấy là lạ anh nó mặc cái áo khoác. Trời hôm đấy thì mưa hay không mình đi làm về không gặp mưa đấy. Anh bảo sao tự nhiên này rét đến đâu thanh niên đi mặc áo khoác đi. Nó mưa ướt hết anh ạ. Thế mà mặc áo khoác. Là nó làm bắt tàu mà. Bắt tàu hay không biết. Đến giờ ăn cơm thì anh ngồi chờ mãi. Chả đi về. Thế Ninh thì nó dọn ra. Ninh thì nó biết rồi. Nó chả nói. Thế bắt đầu. Anh thì bảo thế